Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về miền tuyết trắng, và mình là Thanh MC. Hiện tại thì mình về nhà rồi, nhưng mà hôm nay mình được mời đi làm khách. Hôm nay là vợ chồng nhà cháu Minh Hà có làm bữa cơm liên hoan để cho con về Việt Nam, nên là hôm nay vợ chồng nhà mình sẽ đi làm khách ăn ở bên đấy. Thì bây giờ mình đã xuống dưới đường và mình đường trên đường đi sang nhà cháu Minh Hà. Mình quay đây, tuyết rất là nhiều, các bạn thấy đây, mùa đông nước Nga thì chỉ có nhìn thấy toàn tuyết thôi, trắng tinh, lạnh. Coi là hôm nay thì thời tiết đường hiện tại là ở dưới đường là đường âm 18 độ nha các bạn nhé. Đây những các cái xe mà đỗ ở dưới đường, đêm hôm qua tuyết nó rơi, các bạn thấy đây, phủ kín hết các xe. Mùa đông này thì các cháu học sinh ở bên Nga này là đi học mùa đông này thì rất là vất vả, lạnh lắm, buổi sáng thì coi như là rét nhưng mà vẫn phải dậy đi học. Nhưng mà nói chung là ở bên Nga này thì người ta quen rồi, cái thời tiết như vậy người ta quen rồi, cho nên là không vấn đề gì hết. Các ông các bà già mùa đông vẫn đi chơi bình thường hết, xuống dưới đường đi dạo. Nhưng mà hầu như là mùa hè thì họ sẽ đi nhiều, đi chơi nhiều, nhưng mùa đông này thì sẽ ít đi, nên là như vậy. Tìm đường mổ hai con cá mà rất là chật vật. To, cá to này. To quá. Cho hết vào nhà tắm và đánh coi là cho nó hết những các cái nhớt đi, xong sau đó coi là mới đấy. Con này toàn 6-7 cân một con. To. Cái cá này nó như vậy khổ lắm. Bên này mà mùa đông mà có làm cơm liên hoan chia tay thì chắc là chỉ có ăn lẩu ngồi ở trong nhà được thôi các bạn. Ở mùa hè còn ra công viên nướng thịt nướng thiết được, nhưng mùa đông này thì lạnh lắm nên là chỉ có mua hải sản về ăn lẩu, như là cá tầm hay cua hoàng đế, tôm tiếc. Chứ còn các cái đồ khác thì là không có, chủ yếu là như vậy. Mùa hè ra rừng nướng thịt lợn thịt cừu các thứ được, mùa đông này thì lạnh cũng không ra được, nên là mua cá về nhà mổ liên hoan thôi. Hôm nay là lại bữa lẩu cá tầm nữa nhé, toàn cá tầm to lắm. Đường làm ở đây, đường dứa đây, dứa rất là nhiều, lấm này, nấm rất là ngon. Salim nó đi nó bắt rồi. Ở metro trước lại không có cá to mấy nhỉ, bây giờ nó mua ở khu nào mà nhiều cá to nhỉ? Sau khu nào? Sân bay. Sau sân bay. Sân bay. Đi qua sân bay á? Không vào metro mà lại đi tiếp. Đi qua sân bay. Cá tầm rất là to. Toàn phải 6-7 cân con nhỉ? Dứa ngon. Dứa này mua ở Calavan này đâu? Tỏ nó nhập khẩu về, dứa ngon. Mùa đông này mà ăn lẩu này mà có dứa chua chua này thì nào, nó ngon.
dứa nó nhập ở đâu về mà nó vẫn xanh và thơm đúng không? Thơm ngào ngạt. Nước dùng của lẩu là đã linh xong rồi. Đây xong nước dùng này, rất là ngon. Linh xương này, rất là ngon rồi. Đây là tôm này các bạn này. Tôm rất là to, mua ở siêu thị về này. Tôm to đã mà. Bao nhiêu tôm, toàn tôm càng xanh. Dứa riêng gọt ra rất là ngon. Dứa lấm. Mùa đông ở nước Nga này thì ăn lẩu thì chỉ có tốn rau thôi nhé các bác nhé. Rau là rất là đắt. Mùa đông ở nước Nga này thì rau nó rất là đắt. Rau xanh, cà chua, rau xanh, dưa chuột nó rất là đắt. Lấm cũng vậy. Lấm ngon không? Nay bao người? 23, 24 người. 23, 24 người phải ngồi hai nơi hả nó? Hai phòng. Ngồi hai phòng là thoải mái. Em nhìn hình như là to hơn con hôm trước. Mổ hai con cá chật vật. Sau 40 phút thì ông Kim ông ấy mổ đánh vật xong được hai con cá này. Các bạn thấy đây, sạch sẽ, to dã man luôn, rất là ngon, tươi coi như là ngon. Tuyệt vời luôn. Cá tầm coi này, các bác thấy đấy, to này. Coi như là xong. Hành, thì là xà lách chẳng biết. Dứa riêng là đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi coi như là khách về là coi là lên mâm, là coi là đánh chén, là coi là ok luôn. Quả đầu nó như này trông như thủy quái, đúng là thủy quái. Cá tầm hôm nay nó mua bao tiền một cân? 1.400 hơn 20 đô một cân nhé các bác nhé, hơn 20 đô một cân cá tầm này đấy, là tính ra tiền Việt Nam là vào hơn 500.000 rồi. Mùa đông này là đắt, đô bên Nga bây giờ là hạ đâm, là tính ra là đắt. Trước đây là đô 70-75 thì là vào cũng vào 20 đô, bây giờ đô rẻ 60 là đắt hơn, vào 22 đô một cân. Đây ra đây, đây to dài vậy, 8-10 phân một con đấy. Thank you.
xuống. Sau 15 phút thì đã thái xong hết rồi. Hai chậu to ở đây. Cá tăm là phải thái miếng to này các bác. Ăn lẩu nó mới không bị lát cá. Thái miếng dày mà to nhá. À, hai chậu đầy. Còn đây là tôm này, 5 túi tôm nữa. 5 túi tôm nữa là chưa cho đây. Túi này nguyên là bao. Túi này là bao nhiêu ở đây? Túi này. Năm túi tôm to. Đây toàn bộ lòng cá này, các bác thấy này. Lòng mề của cá tầm này. Ăn hết. Chuẩn bị xong hết rồi. Tí nữa là tôm ngoài là bỏ ra là hành. Tôm hành. Dứa này. Đây là rau này là kiểu dạng như súp lơ, à không phải nhỉ, cái không xà lách có đúng không? Xà lách mà cây to nhỉ, cây xà lách mà cây cuộn to như là cây bắp cải nhỉ. Đây, bên này xà lách nó to như cây bắp cải nhưng mà ngọt lắm, ngon lắm. Ôi, rượu bia mua hết rồi đi. Rượu bia nước ngọt chuẩn bị hết rồi. Số ca sĩ gọi là đã đường dọn mesta, dọn chỗ để bánh chén. Chuẩn bị gọi là đợi các khách mời đến là gọi là bánh chén. Là đỉnh của anh Kim này. Bên này đông cho nên mùa đông nó chật chội không như mùa hè. Đi ra công viên được, mùa đông là ngồi ở trong nhà như này, hơi chật chội một tí nhưng ngồi hai lơi. Ngồi hai lơi là coi là hết tầm 25 người. 25 người là ok hết hai phòng. Chè pha rồi ấy. Làm ấm chè uống. Mấy túi đậu? 4 túi. Đậu rán qua này này cho vào nhiều. Nhúng thì là ngon. Làm sạch sẽ luôn. Cái tôm này bây giờ tính cắt vẹ ra đi. Tôm bỏ ra mà ấy cho nó tan ra xong là tí nữa là mình rửa qua thôi chứ không để lâu quá là nói đấy. Cho vào, cắt ra cho vào cái chậu để cho nó tan dần ra. Anh Kim ạ, nhỉ, cái tôm này bỏ mẹ ra đi. Mình mày ấy không là mày cắt ra cho vào cái chậu để cho nó tan dần ra, không để tí nữa là nói. Đây tôm này, hai chậu tôm luôn. Này gọi toàn hải sản ạ. Lẩu toàn ăn tôm với cá này. Các loại hải sản hết. Tôm càng xanh to. To lắm. Hai chậu luôn. Của 25 người mà ăn này, các ông thấy ăn quá ác. Đậu các loại coi như là tính là mỗi người này ăn phải hơn cân đúng không? Khiếp. Toàn gọi ăn uống dã man luôn.
chưa được trái nào đúng không? Chưa. À, thằng nào? Sú quay á? Tí nữa thì ăn à? Đã được lên mâm hết rồi. Cam đường canh này, các loại này, lẩu coi như nào, nền mầm hết rồi đây. Trong này là toàn bộ coi như nào, xương và coi như là đầu cá tầm, ninh hết rồi. Rượu bia đã chuẩn bị hết rồi. Đậu rồi tôm rồi cá này, bát ngàn này. Đây toàn bộ rượu Kremlin, bia Boom. Bây giờ chỉ đợi coi như là khách về là vào mâm là đánh chén thôi. Rượu Kremlin là một trong những loại rượu mà coi là nổi tiếng của nước Nga này, các bạn nhé. Vodka Kremlin. Kremlin, điện Kremlin. Thương hiệu coi là điện Kremlin đấy. Nào, các bạn biết à? Rượu này uống thì quên sầu luôn. Hai mâm, hai phòng thì mới hết được. Bên này là toàn bộ anh em chú cháu đàn ông ngồi bên này. Còn chị em phụ nữ thì sẽ ngồi ở bên phòng khác. Đây là bên vòng phòng phụ nữ ngồi này. Bên này thì chỉ có phụ nữ là uống nước ngọt, nước sốc. Bên này phụ nữ coi nào, hoa quả và các loại nước sốc rồi. Bao nhiêu phút rồi của hiệp 2 rồi? 4, 76 rồi. 76 rồi. Ủa, sắp 80 phút rồi. Chưa thấy có trái nào thế này. Cái mâm bên phụ nữ anh Kim đã múc nước dùng ra chưa? Hay là vẫn để ngoài này? À, Tú chưa về nhỉ? Này là bữa tiệc liên hoan chia tay của vợ chồng nhà Minh Hà làm liên hoan để chia tay con về Việt Nam mới đi học ở mấy ông bà nội, nhưng mà hôm nay lại chủ tiệc lại coi là ốm, vợ của Minh Hà lại ốm và Ken cũng lại ốm không sang được cái này, chỉ có coi như là anh em chú cháu và một số khách mời, nhưng mà chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay thì lại bị ốm coi là chưa khả năng là không sang được. Con Tân Hương sốt không sang. Ai? Tú Mỹ Hương. Ai không sang? Tú Mỹ Hương. Tú Mỹ Hương không sang. Bị sốt đấy. Bao giờ? Sốt được qua. À. Ừ. Tí mày sang này xuống dưới nhà chị Hương cầm cái chảo sang bên này cho anh nhé. Cái chảo đi ăn nẩu ấy. Cả dây cả sốt kinh rồi. Hay là lại bị Covid, thời tiết lạnh hay là như nào mà coi như là
khách đã đến rồi mà coi là chủ nhà thì bữa tiệc thì hôm nay lại ốm lại không. Chủ nhà không đến à? Chủ nhà coi là không sang nổi. Mẹ nó với cả thằng Ken là hôm nay là không sang được. Chắc thằng Ken bị đâu. Cả mẹ nó mà. Ừ. Vâng. Mẹ mình nặng đi. Chờ thấy bỏ ho hiếp thì. Thế bây giờ ở bên này chưa có xoang xiếc gì à? Này có khách nữa không? Có bán được gì không? Có ai mua gì đâu. Mong hết giờ về. Đã anh chưa thấy về nhà, chưa thấy dành. Về nhà. À. Anh ở nhà nhắn là tí còn mang bột mì sang, không biết con biết à, phụ có nhôm nhìn điện thoại không? Bột mì nắm gì? Bếp ga, ở đây lấy bếp ga. Mì ở nằm bánh. Nằm pizza? Ừ. À. Đây lấy bếp ga, bếp ga bên kia kìa. Bếp ga ở bên này một cái bếp điện, ở bên kia một cái bếp ga bếp điện, nhưng phải cắm hai cái bếp điện ở bên đấy, sợ điện nó lại yếu, nó lại ngắt, cầu ga nó lại ngắt. Ra chợ đến 12 giờ, hơn 12 giờ mới về mà. Thế là bóng banh, thế là tèo cái xiên hôm qua là tèo rồi. Thằng Iran nó lại thắng thằng xứ Uây. Đừng quay coi tèn tèo xiên bóng đá. Sôi xinh xích lên đây này. Xong lẩu sôi xinh xích lên rồi. Sợ nó này ấy quá, nhạt quá. Cứ đưa vào. Bỏ hốt. Bỏ hốt. Tắt bớt đi không phải nó. Cái này là chín, cái này là hương. Ngâm táo, rượu táo hay là rượu gì? Rượu táo là mua ở đây thì. Táo. Đầu á. Cái các cái sụn này nó ăn mới ngon anh không? Toàn sụn ngon lắm. Toàn sụn ngon luôn. Và xem phim gì, tưởng rằng là một cây làm trắng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao mà cũng không vấn đề gì nhỉ, không cao được, không lên cao được. Ngoan tối về cầm cái lon cơm nhé, rất tiền rồi mua cơm cho lên thôi, nổi lửa lên hả? À, Lư Lý Cảnh về rồi. Chưa thấy sang, về rồi nhưng mà chưa thấy sang. Đang chuẩn bị cháu vừa chưa ăn nhưng mà bây giờ đã đương lại chuẩn bị coi là làm đương làm bột để tí nữa lại nướng tiếp bánh pizza này các bác. Đây là bột, đây là bột lở đây à? Men. Cái đấy là hòa bằng nước lạnh nhỉ? Nước ấm à? Cho một ít đường đi. 30 độ, 31 độ. Sợ vừa tay giống như không có. Đường mới lại cả gì? Đường mới cả muối à? Để con là cho nó đi cùng cho men lở vào đấy, bột lở đấy. Đó, đang ở bên đấy. Bột lở vào khuấy đều này. Đây là bột mì này. Vâng, rồi nha. Thế hòa nước nóng đi. Muối đây, cho cả ít muối vào nữa đây. Đường, muối, bột lở, hai thìa đường. Hai thìa đường. À. Cái bột lở này phải đợi cho nó nổi hết lên. Sinh sôi này nó mới cho vào bột mì này được. Bột mì là cho đường với muối rồi. Tí nữa cho ít dầu ăn nữa. Khách vẫn chưa đến mà coi nhà ngồi coi là tả tơi hết ra rồi đây này. Khách coi là chưa đến coi là khách vẫn chưa thấy đến. Trông chờ đấy. Vẫn chưa thấy khách đến.
Sang Tâm, sang ra ông Giang. Sang cái này ông Giang là nào? Thì nó đi chợ nó không gặp đầy ốm ở chợ. Ơi, thì vấn đề đi ốm đau thì chuyện bình thường có gì đâu mà bà cứ phải. Đấy, bây giờ chắc là khách đến rồi đấy. Ôi đây, khách đến rồi đây. Lý Tuyết đâu? Chào chị Lư nhá. Lý hả? Thật đấy rồi. À, Lý lại ốm. Đây, bà Lư với cả Cảnh đến rồi đây. À, các bà bên này. Hôm nay tất cả đến đây. Tiệc liên hoan chia tay Ken, mà Ken mẹ con nhà Ken lại ốm lại không sang được. Lại mẹ con nhà Ken ốm mà. Trời ơi. Đường dịch cúm thế này đâm là cả chợ ốm đâm là không có dịch gì nữa. Chào cả nhà. Vào đây Cảnh, vào đây. Chả có thấy sốt sổ mũi gì đây. Xuống đi bà Mai, ngồi xuống đi. Sốt bá vậy đồ mấy ấy, sao người hầm hập vậy nè. Thấy nòng cứ lên sơ thấy nòng rát. Thì có 37 độ thì là bình thường. Có cái độ quá. Đúng không, bình thường. Được, chị ngồi vào đấy đi. Chị ngồi vào. Để mỗi làm cái đầu ngon này. Đâu, chị nhuộm, tự nhuộm. Còn ai nữa nhỉ? Đẹp đến gì? Nan nữa thôi. Còn nan nữa. Thuốc ở nhà mang sang. Bếp chưa? Này bật xuống lại. Bật nhỏ thế nhỉ? Hết cho to lên. Còn ai nữa vào đi. Lan. Ngôi Lan tôi đấy. Đấy là cho dầu vào đấy rồi cái gì? Ừ. Làm tí hết cho nước vào mới cho dầu. Rồi tí dầu vào. Hả? Ừ. Mày hãy ăn cho hết. Mồm quá. Lan là đường cho dầu vào cái ấy để làm pizza cho nên là không ổn luôn. Mỗi con nên là cả Ken thì ho, mẹ thì ho. Ăn ở nhà ho. Sốt. Xin thay mặt cho gia đình vợ chồng hai cháu Minh Hà nhá. Chúc tất cả anh em chú cháu ăn tiệc ngon miệng và chúc vợ chồng nhà cháu Minh Hà và cháu Ken về Việt Nam trên đường đi gặp nhiều may mắn. 1 2 3 rồi. Nói chung là dô thì em mạnh mẽ lắm. Thôi thì uống được đâu. Thôi dô thuốc nhìn là nhiều muối. Dô thì mạnh mẽ lắm. Thế hiếp thì cực kỳ là mạnh mẽ lắm. Không, chỉ mẹ ăn tí thì say đúng nào đã biết rồi. À mày có chuyện này nhưng mà. Vào hết đi. Rót rượu ra thôi. Xin mời tất cả quý khán giả trên kênh YouTube về miền Tuyết Trắng ăn tiệc cùng với cả anh em chú cháu chúng tôi nhá. Không phải bia, bia được cà phê đâu. Đây là tất cả hôm nay nhiều người không đến được các bạn, bởi vì khách mời là 25 người cơ, nhưng mà mọi người gọi là mấy ngày hôm nay thời tiết nó lạnh nên là bị ốm nên là hôm nay là không đến đây được. Nên là hôm nay là rất là vắng người. Ơ thế Lâm với cả Đồng đâu không vào đây? Đoàn hôm nay ốm gần hết thật. Này các bác thấy này. Rất là vắng người. Mẹ con của nhà Tú Hương với Tú hôm nay cũng ốm không sang được, cho nên là vắng người lắm. Thôi nha, có lẽ là thay anh em xin kết thúc clip tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trên kênh YouTube về miền Tuyết Trắng ở những clip tiếp theo nhé. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.
và mời tất cả quý vị và các bạn ăn tiệc cùng với cả anh em chú cháu chúng tôi nhé. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.